Nó kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp và ngay lập tức nó bắt đầu tấn công. Ưng ngỗng sẽ tấn công bất cứ thứ gì mà nó có thể chế ngự. Con mồi của nó bao gồm từ chuột đến thỏ, từ những con chim nhỏ hơn đến một con ngỗng. Những con ưng ngỗng khỏe hơn có thể chế ngự được những con vật nặng tới 3,5 kg. Con quạ kia có vẻ như đã gặp may, nhưng con ưng ngỗng chỉ đơn giản là thay đổi hướng bay và bắt đầu lại cuộc tấn công. Bây giờ, cùng một khung cảnh, chúng ta sẽ lại thấy toàn bộ cuộc đi săn kết thúc trong vài giây. Ưng ngỗng sinh sống ở hầu hết các quốc gia trên khắp châu Âu. Chúng có thể sống trong tất cả các loại rừng, cũng có thể sống ở các thành phố và làng mạc. Thậm chí, bạn có thể tìm thấy chúng trong công viên và nghĩa trang. Điều quan trọng là môi trường ở đó cung cấp đủ con mồi và bụi rậm cho hình thức săn mồi chuyên biệt của chúng. Vì lý do này, chúng thích ở những khu rừng đa dạng, không đông đúc và dễ dàng tiếp cận với vùng nông thôn, với những cánh đồng lúa, đồng cỏ và đồng hoang. Tại đây, ở bên rìa của khu rừng là nơi có nhiều lựa chọn về con mồi nhất. Trái ngược với nhiều loài chim săn mồi khác, nơi sinh sản của loài ưng ngỗng hầu hết ở sâu trong rừng. Điều quan trọng là cần có một hành lang tiếp cận tổ. Tổ của chúng thường được tìm thấy nhiều nhất trên những cây cổ thụ lớn, ở độ cao từ 20 đến 25 mét so với mặt đất. Con chim trống chịu trách nhiệm kiếm thức ăn. Con mái bón từng miếng một cho đàn chim con đang háu đói. Khi những con chim con không cần được chăm sóc liên tục nữa và tự lập hơn trong việc ăn uống, thì con mái cũng sẽ ra ngoài để săn mồi. Thông thường, loài chim ó gần như ngồi yên hàng giờ trên một cành cây để chờ con mồi. Đối với chúng, đó là một hình thức săn mồi tiết kiệm. Người ta có thể nhìn thấy chúng trong suốt các mùa trên các con đường, thậm chí trên những con đường đầy dãy phương tiện giao thông. Chim ó được xem là phiên bản nhỏ hơn của đại bàng. Tuy nhiên, chúng có sải cánh rộng và được coi là bậc thầy về bay lượn. Hiện nay, việc tìm kiếm con mồi đối với chúng là rất khó khăn do số lượng con mồi nhỏ suy giảm, còn con mồi lớn hơn thì loài chim này lại quá yếu. Bất cứ con vật nào lớn hơn một con thỏ hoang dã đều quá lớn đối với chúng. Chim ó là loài chim săn mồi phổ biến nhất ở châu Âu, một phần nhờ vào sự đa dạng thức ăn mà con người vô tình thải ra. Chúng chủ yếu ăn chuột đồng. Trong khi ưng ngỗng thích phạm vi gần và các bụi rậm trong rừng, thì chim ó thích ở vùng nông thôn trên những cánh đồng cỏ. Số lượng chim ó mới sinh thay đổi đáng kể từ năm này sang năm khác. Trong những năm có nhiều chuột thì chim ó sống sót nhiều hơn so với những năm có ít chuột. Do đó, số lượng con mồi sẽ điều chỉnh số lượng chim ó chứ không phải chim ó gây ảnh hưởng tới số lượng con mồi của chúng. Đối với những con chim non này, việc thiếu con mồi trong năm nay đã gây ra hậu quả rõ rệt. Vì không đủ ăn, cơn đói khiến chúng tấn công anh chị em. Chúng mổ cho đến khi đối phương bị chết. Điều đó thật kinh khủng và đau đớn. Nhưng chỉ có thế thì cơ hội sống sót của chúng mới tăng lên. Chim bồ cắt
là phiên bản nhỏ hơn chim ưng ngỗng. Chúng sử dụng một chiến thuật khác để đảm bảo việc nuôi dưỡng con cái thành công hơn. Chúng cố gắng bù đắp sự mất mát bằng cách tạo ra một lứa lớn hơn. Tuy nhiên, với từ 5 đến 7 con non, tổ chim có rất ít không gian. Việc một trong những con chim non rơi ra khỏi tổ là chuyện bình thường. Chim non đã sống sót sau khi bị rơi. Tuy nhiên, một con chim non không được bảo vệ trong tổ sẽ gặp rắc rối lớn. Các con chim bố mẹ sẽ không lo lắng về một đứa con bị rơi ra ngoài. Một mình và bất lực, nó không có cơ hội sống sót trên nền rừng. Phía trên con chim nhỏ vài mét là anh chị em của nó và chim mẹ đang bận rộn để giữ cho những con chim non của mình được bình yên trong tổ. Số phận của một con chim con đơn lẻ là không quan trọng. Ngay cả trong trường hợp của ưng ngỗng, không phải tất cả những con chim non đều sống sót. Thiên địch và bệnh tật giết chết gần hết lứa chim con. Cứ 2 con thì sẽ có 1 con sống sót trong năm đầu tiên. Nếu tất cả diễn ra bình thường thì ưng ngỗng có thể sống đến 20 năm. Tất cả những gì chim mẹ bắt được đều sẽ bón cho chim non ăn. Chúng sẽ không nhận được bất kỳ loại dinh dưỡng đặc biệt nào. Thậm chí khi bầy chim non đã non nê, chim mẹ vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Nó phải bảo vệ con không chỉ là khỏi những cơn mưa mà cả những tia nắng có hại. Bầy ưng ngỗng non có thể sống yên bình bằng cách này hay cách khác. Các tình huống đe dọa tính mạng như tranh giành thức ăn hay thậm chí là sự tàn sát lẫn nhau trong bầy chim non không phải là một yếu tố đe dọa đối với chúng. 3 con chim non cùng tuổi không ghen tị với phần thức ăn dành cho những con chim mới sinh. Việc tranh phần ăn giống như một trò chơi hơn là một cuộc chiến. Trong số đó không có nhiều đặc điểm để phân biệt chim con của các loài chim săn mồi, bất kể chúng thuộc loài nào. Người ta vẫn chưa giải thích được tại sao chim con hầu hết đều có màu trắng. Đây chắc chắn không phải là một sự ngụy trang. Các hồ nước trong rừng hoặc bãi bồi là những nơi sinh sản ưa thích của chim ưng biển hay còn được gọi là chim ó cá. Về địa điểm sinh sản, chúng có thể dễ dàng thích nghi. Như vậy, chúng đã dần chuyển lên xây tổ trên các cột điện cao áp. Đó là do sự thiếu hụt vị trí làm tổ trong các khu rừng được canh tác và đôi khi đơn giản như vậy chúng sẽ có một cái nhìn toàn cảnh tốt nhất khi làm tổ ở trên đó. Chim ó cá là những chuyên gia thành công thực sự. Mặc dù chúng có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, nhưng hầu hết chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi gần với nguồn thức ăn của chúng, đó là cá, và chỉ có cá. Xây một cái tổ lớn như vậy là một công việc vô cùng khó khăn. Từng cái cành và mỗi nhánh cây phải được đưa lên lần lượt từng cái một. Nhưng để đổi lại sự an toàn như thế này, tất cả những nỗ lực đó dường như đều rất đáng giá. Các cặp chim ó cá thường sinh sản mỗi năm một lần. Các tổ nhân tạo nhanh chóng bị đầy chỗ. Việc ở gần các đường dây điện dường như không còn là vấn đề. Và việc giao phối ở độ cao như vậy là đỉnh cao của sự thăng bằng. Những con ưng ngỗng con đến lúc này là khoảng 3 tuần tuổi. Một cặp ưng ngỗng thường có nhiều hơn một nơi cư trú. Nơi cư trú của chúng sẽ thay đổi hàng năm. Việc này có một lợi thế lớn là sau khi tổ bị bỏ trống trong một năm sẽ không còn ký sinh trùng. Tổ cũ thường được sử dụng trong nhiều thập kỷ và đường kính có thể lên tới 1,5 mét. Ngay cả những con ưng ngỗng con cũng học cách giữ tổ gọn gàng ngay từ khi còn nhỏ. Ngay khi có thể đi bộ, chúng sẽ đi ra rìa tổ để đi vệ sinh, đảm bảo phân của chúng không bị dính vào tổ. Sự sạch sẽ của chúng hoàn toàn là bản năng. Cũng như vậy, hàng ngày chúng thường luyện tập cơ bắp để nhanh biết bay.
Đây là địa bàn săn bắt của một loại chim săn mồi khác. Loài chim đại bàng ăn rắn ngón ngắn. Thức ăn của chúng chủ yếu là rắn. Có độc hay không cũng không quan trọng lắm. Một con rắn khi đã bị chúng nhìn thấy thì sẽ không còn lối thoát. Trái ngược với hầu hết các loài chim săn mồi khác, móng vuốt của chim đại bàng ngón ngắn, đúng như tên gọi, tương đối ngắn. Chúng phù hợp hơn để kẹp chặt các loài bò sát. Đại bàng ngón ngắn không miễn dịch với nọc độc của rắn. Nhưng chúng biết làm thế nào để khiến lũ rắn trở nên vô dụng. Tổ của đại bàng ngón ngắn có thể nằm cách vùng săn mồi của nó tới 10 km. Việc duy trì nòi giống thành công hay không còn phụ thuộc vào số lượng của các loài bò sát gần đó có đủ hay không. Chúng chỉ sinh ra một con, nhưng để nuôi nó, cả gia đình sẽ cần ít nhất 3 đến 5 con rắn cỡ trung bình mỗi ngày. Đại bàng nhỏ sẽ phải ăn khoảng 200 đến 300 con rắn như thế trước khi nó đến tuổi trưởng thành. Nhưng lúc đầu thì chúng cần đến những con mồi nhỏ hơn. Và ngay cả khi chim mẹ có tin tưởng chim con thì nó vẫn sẽ có mặt kịp thời để giúp chim con nuốt mồi. Chỉ cần kéo nhẹ một chút và nó đã ăn được. Chim đại bàng ngón ngắn đã từng phổ biến khắp vùng Trung Âu. Ngày nay, chúng chỉ sống ở phía Nam và Đông Âu. Nhưng giữa hai thời điểm, chúng không sống cố định ở đâu cả. Những đồng bằng rộng lớn, rải rác những đồi cây nhỏ. Đôi khi là một dãy núi thấp, là nhà của loài đại bàng đầu nâu. Chúng có nguồn gốc từ vùng trung tâm Đông Âu đến miền Nam nước Nga. Tương tự như loài ưng ngỗng, chúng có hai kỹ thuật săn mồi rất khác biệt. Một là chúng sẽ bay tròn trên bầu trời trước khi lao xuống con mồi. Hai là chúng sẽ ở yên trên cao và ẩn nấp chờ thời điểm thích hợp. Khi săn mồi, đại bàng đầu nâu không hề hung hăng. Mặc dù chúng là loài đại bàng lớn thứ ba ở châu Âu, nhưng chúng thích săn những con mồi nhỏ hơn như sóc đất hoặc thỉnh thoảng có thể là chuột đất vàng. Những con sóc đất này có vẻ khá ngơ ngác với sự nguy hiểm mà chúng đang gặp phải. Nhưng mái của ngôi nhà bị bỏ hoang này mang lại cho chú đại bàng non một góc nhìn bao quát về địa hình xung quanh. Không có gì thoát khỏi sự chú ý của nó khi nó đang theo dõi từ một góc nhìn thuận lợi. Kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội thích hợp. Một con đại bàng đầu nâu có thể nặng tới 4 kg. Vì vậy, mỗi cuộc tấn công săn bắt là một nỗ lực lớn. Với một cú đập cánh mạnh, con đại bàng vụt bay xuống. Những con sóc đất đột nhiên nhận thấy mối nguy hiểm sắp xảy ra. Cuộc tấn công bất ngờ đã thất bại. Đại bàng non sẽ phải luyện tập thêm một thời gian. Còn bây giờ, loài gặm nhấm nhỏ bé lại nhanh nhẹn hơn một chút so với con đại bàng con. Con chim săn mồi chỉ thành công nếu con mồi bất cẩn. Và trên mặt đất, đại bàng chậm chạp không có gì nguy hiểm. Ngay cả những con sóc đất cũng biết điều đó. Con đại bàng con sẽ phải rút lui, nhưng nó sẽ trở lại. Kẻ săn mồi và con mồi vẫn ở trạng thái cân bằng tốt. Kẻ săn mồi và con mồi luôn có ảnh hưởng lẫn nhau. Khi kẻ săn mồi đã cải thiện khả năng săn bắt của mình,
con mồi sẽ làm theo và phát triển nhiều chiến lược mới để khéo léo tránh các cuộc tấn công. Nhiều đến mức mà thực tế, con chim săn mồi sẽ không thể hoàn toàn diệt trừ con mồi của nó. Về khả năng săn mồi, những loài đại bàng khác của châu Âu chỉ là những kẻ săn mồi bình thường. Đại bàng vàng không chỉ là loài mạnh nhất và linh hoạt nhất trong các họ hàng gần nhất của chúng, mà còn là thợ săn táo bạo nhất. Chúng thậm chí còn tự tin đánh thắng những con vật đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công. Và đó là một con cáo non đang đứng yên trong trạng thái thiếu cảnh giác. Thông thường, loài đại bàng này sẽ không gặp khó khăn gì với mục tiêu như vậy. Việc tấn công thất bại, và khi ở trên mặt đất, đại bàng vàng đang gặp bất lợi rõ rệt. Tuy nhiên, con cáo non thiếu kinh nghiệm đã mắc phải một sai lầm chết người. Nó bước đi, có lẽ vì tò mò, về phía con đại bàng. Và đại bàng ngay lập tức tận dụng lợi thế của mình, lao xuống và cắm móng vuốt lên đầu con cáo. Với bộ móng vuốt dài như vậy, đại bàng vàng có thể xuyên qua hộp sọ của nạn nhân, chủ yếu bằng cú móc đầu tiên, và sau đó trong vài giây giết chết con mồi. Dãy Alper là vương quốc của đại bàng vàng. Chúng cũng phân bố trên các khu vực khác của châu Âu, nhưng ngày càng hiếm. Thường thì chúng sẽ bay hàng giờ liền, thăm dò mặt đất để tìm con mồi phù hợp hoặc tìm kiếm một trò chơi mạo hiểm. Đại bàng vàng chủ yếu bay lượn trên các sườn dốc. Sải cánh càng rộng, trọng lượng cơ thể càng nhẹ, càng thuận lợi cho việc mang vác nặng. Đối với đại bàng vàng thì chúng có một tỷ lệ hoàn hảo. Sải cánh của đại bàng vàng có thể đạt tới 2 mét. Chúng rộng, dài và hoàn toàn phù hợp để nâng và đưa đại bàng bay trên các luồng gió. Cũng nhờ những đôi cánh phi thường này mà đại bàng có thể quắp và mang đi được con mồi, đôi khi còn nặng hơn chính bản thân nó. Từ chuột đến sơn dương, rất ít loài trong số các sinh vật sống ở núi có thể được an toàn với đại bàng vàng. Thông thường, chúng tấn công với tốc độ nhanh như tia chớp. Yếu tố bất ngờ là bí quyết thành công của đại bàng vàng. Chúng đã bắt được rất nhiều con sóc đất chỉ bằng chiến thuật này. Nhưng ngay cả những con sóc đất cũng có chiến lược phòng thủ riêng. Trong khi các con khác chơi đùa vui vẻ xung quanh, luôn có một con đứng canh gác. Những con đó luôn tỉnh táo, cảnh giác và sống lâu hơn. Trong lúc săn mồi, đại bàng vàng có thể đạt tốc độ 160, thậm chí là 190 km một giờ. Một tiếng hú ngắn vang lên, có nghĩa là đại bàng đang tiếp cận. Tất cả ngay lập tức chui về hang. Nhưng một trong những con nhỏ đã không nghe được tín hiệu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nó cố gắng xoay sở để trốn thoát. Trong khi đại bàng vàng săn con mồi của chúng chủ yếu bằng cách bay lòng vòng trên bầu trời, thì loài ưng ngỗng sử dụng một kỹ thuật săn mồi khác cùng với những đợt bay khảo sát.
Chúng đứng yên và chờ đợi cho đến khi một cái gì đó ăn được bay ngang qua hoặc nhảy lên trước mặt chúng. Tuy nhiên, ngay cả ưng ngỗng cũng cần một yếu tố bất ngờ để tiêu diệt con mồi thành công, vì chúng không phải là loài chim săn mồi nhanh nhất và mạnh nhất. Dù vậy, chúng có thể tăng tốc rất nhanh đến mức tối đa, nhưng không thể duy trì lâu. Nếu chúng không thể chế ngự được con mồi trong vòng vài trăm mét đầu tiên, thì chúng có thể sẽ từ bỏ. Tỷ lệ săn mồi thành công của chúng chưa đến 10%. Cú móc chí mạng bằng móng vuốt của ưng ngỗng là cái kết cho cuộc săn mồi. Trong một đầm lầy nguyên sơ với những đồng cỏ ẩm ướt, có loại đại bàng nhỏ nhất ở Đức, đại bàng đốm nhỏ. Đó là một loài chim săn mồi có một phương pháp săn mồi khác thường. Chúng đi bộ để tìm kiếm con mồi. Đại bàng đốm nhỏ cũng có thể săn mồi từ trên không, nhưng ít hơn so với các loài chim săn mồi khác. Trên những đồng cỏ trong rừng và bên bờ sông, nó di chuyển xung quanh như một con cò và đi được một quãng đường rất dài bằng đôi chân dài của nó. Một con rắn cỏ nghe có vẻ rất tuyệt vời. Nhưng con chim cảm thấy không an toàn với con rắn trưởng thành này. Chắc chắn có một số con mồi dễ bắt hơn ở nơi khác. Chúng là loài chim săn mồi độc đáo với phương pháp săn mồi khác lạ. Nhưng đáng buồn là chúng lại là loài đại bàng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở Trung Âu. Đại bàng đốm nhỏ có tiêu chuẩn rất cao về môi trường sống, mà ngày nay nhiều khu vực không đáp ứng được. Do đó, số lượng đại bàng đốm nhỏ sinh sản ở châu Âu đang giảm dần theo hàng năm. Hiện tại, chỉ còn khoảng 100 cặp ở Đức. Nạn phá rừng ngày càng nhiều, cây cối trong rừng thưa thớt hơn, đất đai khô cằn hơn, cùng với sự can thiệp của con người đã khiến môi trường sống của chúng bị suy giảm nghiêm trọng. Các cặp đại bàng bản địa cuối cùng ở Đức ngày nay sống trong các khu cảnh quan văn hóa, không bao gồm các cánh đồng thâm canh. Và nếu cuộc sống chưa đủ khó khăn cho loài đại bàng, thì loài diều hâu đầm lầy này cũng muốn có phần của chúng. Diều hâu đầm lầy liên tục quấy rối đại bàng. Cuối cùng, con đại bàng đốm nhỏ đã hết chịu nổi kẻ gây rối. Liệu điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến? Nếu vậy, cơ hội của con diều hâu không được tốt. Con đại bàng nặng gần gấp đôi so với con diều hâu, nhưng diều hâu đầm lầy lại có vẻ hiếu chiến hơn. Rõ ràng là con đại bàng đã quyết định nó chỉ muốn một chút yên ổn và quay trở lại với tự nhiên. Và con diều hâu đầm lầy cuối cùng đã bắt được con mồi. Tại những nơi có cụm cây nhỏ và đồng cỏ được bao quanh bởi những khu rừng rụng lá, có một loài chim khác thường tìm kiếm thức ăn, sở hữu phương pháp săn mồi khác lạ nhất trong tất cả các loài chim săn mồi, loài diều hâu ăn ong của châu Âu. Loài chim lớn này ăn thức ăn chủ yếu là côn trùng. Ấu trùng và nhộng của ong bóc cày và ong vò vẽ là những con mồi chính của chúng.
Để bắt được chúng, diều hâu ăn ong phải bới chúng ra. Con chim không gặp vấn đề gì với vết đốt của ong bắp cày hay ong rừng bởi vì nó sở hữu tiểu cầu sừng bảo vệ chân của nó và mặt nó được bảo vệ bởi một lớp lông dày. Ngay cả cơ thể của diều hâu ăn ong theo thời gian đã tự tiến hóa thích nghi với phương pháp săn bắt đặc biệt của nó, trong khi hầu hết các loài chim săn mồi khác sở hữu móng vuốt dài. Móng vuốt của chúng rất ngắn với một đường cong nhẹ. Điều đó không chỉ làm cho cuộc sống trên mặt đất dễ dàng hơn nhiều, mà quan trọng hơn, rất thuận lợi cho việc bới đất. Địa bàn săn mồi của chim ưng ngỗng là rìa rừng. Từ trên cành cây, dưới sự che chở của cái cây, nó lặng lẽ thăm dò vùng xung quanh và chờ đợi con mồi tiềm năng. Săn mồi trong rừng rậm cũng không phải là vấn đề gì đối với nó. Tuy nhiên, săn bắt ở vùng thoáng có một số lợi thế khác biệt. Thứ nhất, tầm nhìn ở đây là vô cùng quan trọng và không có trở ngại nào cản trở cuộc đi săn. Thứ hai, nạn nhân không có nơi nào để ẩn nấp dễ dàng, khiến chúng ít nhiều không thể phòng thủ trong cuộc đi săn. Ưng ngỗng, diều hâu và đại bàng giết chết con mồi bằng móng vuốt. Ưng ngỗng chỉ sử dụng mỏ của nó để mổ và sau đó xé thịt nạc ra khỏi cơ thể khi con mồi đã chết. Chúng sẽ bỏ tất cả những phần không dễ tiêu hóa. Thức ăn phải được lọc kỹ trước khi mang về tổ. Đối với ưng ngỗng non, chúng sẽ chỉ ở yên trong tổ. Khi chúng lớn hơn, chúng sẽ luyện tập cơ bắp bằng cách bay thường xuyên hơn và lâu hơn để chuẩn bị cho sự sinh tồn của chúng sau này. Tuy nhiên, hầu hết thời gian của chúng là dành cho việc ngủ và chờ đợi thời cơ. Khi ưng ngỗng con lớn hơn và khỏe hơn, việc cung cấp thức ăn sẽ không đều đặn nữa. Đôi khi các giờ ăn cách nhau nhiều giờ. Điều đó có nghĩa là những con chim con rất đói và chúng phải học cách tự lập. Đây là thời điểm chúng rèn móng vuốt và bắt đầu tập bay. Những con chim trưởng thành đôi khi chỉ ở lại trong vài giây, ném con mồi vào tổ rồi lại bay đi tiếp. Chim mái chỉ trở lại tổ để cho đàn chim con ăn khi chúng khoảng 3 tuần tuổi. Tuy nhiên, ngay cả khi những con non ở một mình trong tổ, bố mẹ chúng vẫn luôn để mắt tới, luôn đầy rẫy những cơ hội để kẻ thù lợi dụng. Bất cứ con gì đến quá gần tổ sẽ bị tấn công. Những con ưng ngỗng trưởng thành sẵn sàng đối đầu với những đối thủ lớn hơn chúng rất nhiều. Con đại bàng vàng này cũng vậy, nhưng đó là một trò chơi nguy hiểm. Đại bàng vàng có thể giết chết con ưng ngỗng chỉ với một cú kìm chặt. Nhưng con ưng ngỗng có lợi thế. Nó nhanh nhẹn, linh hoạt hơn. Một lần nữa, nó lại xà xuống con đại bàng lớn. Nó chỉ dừng tấn công khi con đại bàng rút lui và đàn con của nó đã được an toàn.
Đây là loài đại bàng lớn nhất và nặng nhất ở miền Trung và Bắc Âu. Đại bàng biển đuôi trắng. Sải cánh của loài chim có thể rộng tới 2,4 mét và nó có thể nặng tới 7 kg. Số lượng của chúng trên khắp châu Âu cũng giảm đáng kể cho đến giữa thế kỷ 20. Nhờ các biện pháp bảo vệ được tăng cường, tình hình hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Có nhiều đại bàng biển sinh sản ở Trung Âu trong hơn 100 năm qua. Gần một nửa số cặp đại bàng đang trong giai đoạn sinh sản sống ở bờ biển Na Uy trong một môi trường có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên ở đây, loài chim có thể tìm thấy một vị trí an toàn để xây tổ của mình trong những khu rừng yên tĩnh dọc bờ biển Đại Tây Dương và những vùng quê thoáng rộng. Nếu muốn sống sót ở đây phải biết thích nghi. Về khía cạnh này, đại bàng biển thực sự lão luyện. Nó sẽ săn bất cứ thứ gì có sẵn ở môi trường xung quanh. Ở đây, nó sẽ săn chủ yếu là cá. Chúng sẽ săn mồi trên vùng nước phẳng và yên tĩnh, nơi có thể xác định chính xác con mồi hơn. Một khung cảnh tuyệt đẹp ở phía Bắc và trên bờ biển gồ ghề của Đại Tây Dương không phải lúc nào cũng lãng mạn như vậy. Sương mù đang cuộn từ biển vào đất liền. Không có gì lạ khi tiếp nối đó là những ngày thời tiết xấu. Những lúc như vậy, tổ của đại bàng biển trở nên khá khó chịu. Việc vỗ cánh mạnh mẽ không chỉ tiếp thêm sinh lực cho cơ bắp mà còn giúp giữ ấm. Không có nhiều loài chim săn mồi ở châu Âu phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt như vậy. Tuy nhiên, một cái tổ ổn định có thể mang lại một lớp bảo vệ rất tốt. Ngoại trừ những con bọ biển phức tạp hay kêu. Khi con chim trưởng thành mang thức ăn về tổ, dù có những kẻ gây rối phiền phức, con mái sẽ không ở lâu trong tổ. Nó ném thức ăn vào và lại nhanh chóng bay đi. Những con đại bàng con sẽ phải tự mình đối phó với sự cào nhàu của hàng xóm. Một cái tổ chim trên cây trên bờ biển Na Uy là một ngoại lệ. Hầu hết các khu vực sinh sản của đại bàng biển đều nằm trên mặt đất hoặc trên các vách đá. Những con đại bàng biển rất dễ thích nghi trong các vấn đề liên quan đến ăn uống, chủ yếu là chúng săn cá và ngỗng. Động vật có vú chỉ chiếm một phần nhỏ và chủ yếu là xác thối. Những loài nào bị săn phụ thuộc vào sự sẵn có của địa phương và theo mùa. Còn bây giờ, trong quá trình nuôi con, cá là con mồi chính của chúng. Các con non đã học được rằng chúng sẽ ăn ngon nếu những chiếc mỏ lớn của chúng thường xuyên được làm sạch. Sau 80 đến 90 ngày, con non hoàn toàn trưởng thành và rời khỏi tổ. Những con chim non vẫn sẽ được chim bố mẹ chăm sóc một thời gian trước khi bay đi để tìm lãnh thổ của riêng mình. Trong khi những con chim trưởng thành thường ở gần nơi sinh sản của chúng trong cả năm, thì con non đi lang thang xa dần và cuối cùng rời đi. Trong thời gian đó, chúng đi khám phá những điều mới mẻ và thú vị. Có lẽ là thứ gì đó để ăn, hoặc ít nhất là thứ gì đó để chơi. Trở lại khu rừng của ưng ngỗng, nhiều điều đã xảy ra trong tổ chim. Những con non chắc chắn sẽ sớm rời khỏi tổ. Trái ngược với những con chim trưởng thành, ưng ngỗng con có màu khác. Bụng chúng có màu đỏ với những đốm đen.
Trước khi rời tổ, chúng sẽ phải thực hiện một số bài tập cơ bắp chuyên sâu. Điều đó rất quan trọng cho tương lai của chúng. Mặc dù vậy, các con chim ưng ngỗng non dễ bị sao nhãng trong việc học hỏi và luyện tập.